chào cô chú bác anh chị nha. Thì hiện tại thì em đang có mặt tại nhà của chị Hồng Loan. Thì cả nhà cũng biết là trong suốt ngõm rài thì cái câu chuyện lịnh sình mà tại nhà của chị Hồng Loan á, thì mấy bữa nay thì cô chú chị cũng đã biết về cái vấn đề là má Tư cũng đến nhà của chị Hồng Loan để kêu bằng là gặp chị Hồng Loan trong thời gian là rất là lâu nha nhà. Buổi chiều nó thì gặp chị Hồng Loan rất là lâu, nhưng mà về cái vấn đề là cái bàn thờ tại nhà của chị Hồng Loan là từ trước đến nay mà chú Năm đã thờ ông chánh thần với thổ địa với thần tài đó cả nhà, thì cũng được chú Năm về báo mộng cho Má Tư biết á, là trong bàn thờ rất là dơ dáy, có những cái vật là rất là dơ, giống như Má Tư cũng chia sẻ là có những cái tờ giấy mà những cái dòng chữ gì mà lằn nhằn đó. Má Tư một gì mà Má Tư đem ông thần tài đi chỗ khác để tẩy uế thì phát hiện ra tờ giấy đó. Má Tư khi mà Má Tư giật mình quá, Má Tư liền như trong cái bồn cầu để tẩy uế luôn. Thì theo như em được biết á, là Má Tư chia sẻ là một khi mà Má Tư lên mà Má Tư phát hiện những tờ giấy đó, thì phía bên kia đó, phía bên kia thì lên công kích Má Tư là tại sao mà xen vào cái câu chuyện của nhà Hồng Loan để cho Hồng Loan giải quyết. Nhưng mà một khi cái câu chuyện này không phải là riêng gì cái câu chuyện của Hồng Loan, mà câu chuyện này là đã lan tỏa ra tất cả những người đã biết, giống như lan tỏa tất cả thế giới rồi, mà ai mà đi vào cái câu chuyện của Hồng Loan là đều người ta đến vì một cái tình yêu thương mà đến. Thì có rất là nhiều cô chú chị đến để giúp đỡ Hồng Loan mà bây giờ phía bên kia giống như thấy Má Tư mà vạch trần ra những cái kia bằng là những cái bộ mặt xấu xa đó. Lên công kích. Tại sao mà không hiểu vấn đề là tại sao mà từ trước đến nay mà phía bên kia mà đến nhà của chú Năm á mà kêu bằng là ở đậu đi, ở trực đi, mà tại sao bây giờ lại làm những cái điều đó với anh với chính anh ruột, chính bản thân anh ruột của mình. Lúc nào cũng kêu là anh Năm, cậu Năm, chú Năm hay là một người bạn gì đó của chú Năm đó, mà bây giờ làm đối xử với chú Năm như vậy. Nhưng mà trong thời gian mà đối xử với Năm là như vậy á, thì giờ chú Năm bệnh rất là nặng nha, bệnh trong thời điểm đó. Bây giờ chị Hồng Loan thì nhiều khi cũng lên xuống để lo chăm sóc, lo cho ba mình, nhưng mà trong thời điểm đó thì chú Năm không còn cái sức khỏe mà để quản lý hết được cái căn nhà, cho nên là cứ người ra người vào cũng là người thân của chú Năm thôi. Thì nhiều khi trong thời điểm đó thì muốn làm gì làm thì chú Năm cũng đâu biết được đâu, tại chú Năm bệnh mà. Thì theo như là Má Tư cũng chia sẻ với anh thì là chú nghệ sĩ Vũ Linh là báo mộng cho Má Tư nha. Đó thì buổi sáng ngày hôm đó thì Má Tư với chị Loan là cũng đã là đi mua cái bàn thờ mới đó đỡ về là thờ. Thì sau khi là thay cái bàn thờ đi á, rồi Má Tư và chị Loan cũng là lau tẩy ô ớ những là cái gì nó dơ đi á. Đó thì có phát hiện ra là ở dưới cái tượng thổ địa và thần tài và ông chư quỷ đó, đó thì phát hiện ra một cái tờ giấy. Thì theo như anh là anh nghĩ như thế nào anh? Thì những cái tờ giấy đó giống như phía bên kia lúc nào cũng lên kêu bằng lên giống như vui mừng quá, tại vì giống như là có một cái bùa ngải gì đó để hỗ trợ cho bản thân ở sau lưng á, để giúp mà chiến thắng về cái vấn đề mà nhà của chú Năm nè. Nhà của chú Năm đó thì chiến thắng cái vấn đề đó. Thì cái lúc mà ngày 26 tháng 10 mà phía bên kia đó, phía bên cô chú gái mà qua nhà của Hồng Loan để lấy đồ á, thì trước khi ra nha, trước khi mà làm xong cái thủ tục là cuộn đồ hay là lấy những cái đồ đi về á, thì ra mà lấy những cái cờ mà theo như em biết á, là tất cả cô chị cho cái comment biết á, là cái cờ đó, cái cờ bùa. Ra mà quẩy tay nè, quẩy cái cờ lên là giống như là chiến thắng, ra mà vui mừng chiến thắng. Rồi sau đó là lên là lúc nào cũng vui mừng, tại vì ở trong nhà là mình để những cái tờ giấy bùa đó, không ai phát hiện. Nhưng mà không ngờ là cái chuyện tâm linh nó quá linh thiêng. Chú Năm về báo mộng cho Má Tư biết á, là trong nhà nó còn những cái đồ dơ bẩn nằm ở cái chỗ mà thổ địa thần tài á, nằm bên trong luôn. Tại vì ở dưới mà ông thổ địa thần tài có một cái lỗ nhỏ đó, thì nhét vô đó, giống như là kiểm lại những cái gì mà trong nhà để cho chú Năm không về được báo mộng hoặc là không giúp đỡ được cho Hồng Loan trong cuộc sống đó, trong lúc trong thời điểm đó.
cho nên là sau này thì chú Năm về báo mộng á là biết á là những người trong nhà đó là hiểm bùa vô trong cái đó để cho chú Năm không về được, để cho trong gia đình xào xáo lên, làm xáo trộn lên, anh em làm xáo trộn lên để phía bên kia có một cái lỗ hở gì đó để xâm nhập vô, để công kích, để cho nó tan rã ra hết những anh em trong nhà, để không còn mà cái câu chuyện là anh em xung tụ xung hợp lại để chiến thắng, để giúp đỡ cho Hồng Loan trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thì theo nhân được nghĩ á, là hiện tại bây giờ thì Má Tư cũng đã giải quyết xong cái chuyện đó rồi. Thì bây giờ thì anh em xung tụ xung hợp cũng đã hiểu ra hết tất cả cái câu chuyện là ai đúng ai sai, rồi người nào đúng thì xin lỗi, người nào sai thì xin lỗi người nào đúng. Rồi bây giờ nói chung là anh em hòa thuận với nhau để cùng chung tay góp sức vô để lan tỏa ra cái câu chuyện giúp đỡ Hồng Loan trong cái sự kiện là đi thưa gửi. Tại vì theo như em được biết á, là phía Bình Chị Ni được chia sẻ với luật sư của Hồng Loan chia sẻ, thì tầm cái câu chuyện mà giải quyết cái vấn đề thưa kiện tụng này á, thì tầm qua Tết. Là qua Tết là qua năm 2024 á, là nó mới xong. Là tháng tư á anh. Tháng tư nó mới xong. Tại vì chắc cũng cỡ nhằm tới vấn đề mà đám dỗ cuối năm nó xong á. Tại vì nhiều khi cái chuyện linh thiêng mình không thể nào mình đón trước được cái câu chuyện đó. Nó cũng cầu thưa cầu nhằm tới thời điểm đó. Cho nên là nhiều khi cô chú chị vô thì cũng giúp đỡ cho những anh em ở đây quay chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan ở đây để nhằm nó lan tỏa ra. Thì cô chú chị cũng đã biết rồi, ổng rày nó cũng linh tinh. Cái lúc hồi sáng này thì em cũng lên, em cũng thấy là phía bên anh Công An thì cũng đến đây để làm việc gì đó. Thì bây giờ thì chị Hồng Loan cũng đi ra ngoài rồi, thì em nghĩ là suốt trong cái thời điểm mà hồi điểm này thì mình cần phải hỗ trợ chị Hồng Loan trên vấn đề là ở đây để chia sẻ lên cho nó lan tỏa ra, nó lan tỏa ra hết cái gì mà quốc bắt trong cái thời điểm này nha cả nhà. Thì bùa mà được bỏ giấu ở dưới là nhờ các chư quỷ á đó, thì theo như anh nghĩ là cái cô xấu đó là cô cũng là ở kia không à, mà cô xấu làm như vậy thì em thấy rằng á là cô đó là em ruột, nhưng mà cô rất là nhẫn tâm á đó. Thì anh như anh như ta cảm thấy như thế nào? Nghĩ là cô Sáu này là người thân, là anh em ruột trong gia đình. Mà còn đấu xử như vậy thì nấu chi ra là người dưng nước lạ. Mình là người dưng, mình không có bà con dòng họ gì với Hồng Loan, nhưng mà mình thấy cái câu chuyện này mình rất là bức xúc. Trong cái câu chuyện này mình thấy là mình rất là bức xúc. Thấy là mình không phải là mình bức xúc về cái câu chuyện là ăn hiếp, mình thấy bức xúc về cái câu chuyện tại sao mà nhà của chú Năm nè. Một khi mà chú Năm mất thì để lại cho con chứ chẳng lẽ để lại cho cô cháu, mà trong khi đó vô giành được gì về vấn đề gì. Rồi giành được về vấn đề gì trong đó, đúng không? Dạ thôi giờ em cũng xin chào anh nha. Em cũng cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Thôi chào bye bye cô chú chị nha.